Từ đầu năm đến nay, một số địa phương trên địa bàn huyện Văn Lâm tích cực vào cuộc xử lý các vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có không ít trường hợp vi phạm lớn tồn tại nhiều năm nay. Buổi ra quân giải tỏa vi phạm hành lang đường TH11 ở thị trấn Như Quỳnh, do chủ cơ sở này khóa cửa không hợp tác, đoàn công tác cương quyết lập biên bản, tiến hành phá khóa, kiểm đếm đồ đạc hàng hóa để giải tỏa. Tuy nhiên, sau đó chủ cơ sở lại xin tự tháo dỡ. Với sự cương quyết như vậy, thị trấn Như Quỳnh đã giải tỏa thành công hơn 140 vi phạm xây nhà xưởng, hàng quán tồn tại từ nhiều năm nay trên đường TH11. Ủy ban thị trấn Như Quỳnh đã tổ chức ra quân tháo dỡ các lều lán đã vi phạm rất là lâu năm rồi tồn tại đây để đảm bảo cho đường thông hệ thoáng cũng như là phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Sau khi giải tỏa sẽ cương quyết không cho các hộ là tái phạm. Được sự tuyên truyền vận động của xã Đại Đồng, chủ cơ sở sản xuất nhựa này đang tháo dỡ khu nhà xưởng rộng 1.700 m² xây trái phép trên đất nông nghiệp và hành lang giao thông. Em chấp hành tháo dỡ hết, vi phạm ở đâu em dỡ sạch em đấy. Còn khu xưởng sản xuất rộng gần 1.000 m² trên đất nông nghiệp này ở xã Tân Quang cũng đã từng hoạt động và đang tiến hành tháo dỡ. Xã Tân Quang cũng đang lên kế hoạch chuẩn bị cưỡng chế triệt để 49 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp và các vi phạm hành lang giao thông thủy lợi. Ủy ban xã Tân Quang thì đã triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết để giải tỏa. Về đang xin ý kiến chỉ đạo của trên và xin hỗ trợ lực lượng công an huyện. Từ năm 2017 đến nay thì trên địa bàn xã là không có các cái trường hợp vi phạm mới. Đến hết tháng 5 năm 2022, huyện Văn Lâm giải tỏa được trên 700 trong tổng số hơn 1.100 trường hợp vi phạm. Trong đó, xã Lương Tài đã giải tỏa xong tất cả các vi phạm và không để xảy ra vi phạm mới phát sinh. Tuy nhiên, so với cam kết tại hội nghị chuyên đề về quản lý đất đai của Ban Thường vụ huyện ủy Văn Lâm vào tháng 9 năm 2021, phải giải tỏa ít nhất 80% số vi phạm trong năm 2021, thì đến nay, mục tiêu này vẫn chưa đạt được. Bên cạnh nguyên nhân khách quan do dịch COVID-19, còn có nguyên nhân chủ quan do một số địa phương còn ngại va chạm, thiếu tích cực, chưa tập trung tổ chức giải tỏa vi phạm.